dành cho đội hình bên phía của DS đến cái thời điểm mà Paddock có thể gánh được với chất tướng Jerry. Và cái khả năng giao tranh ở giai đoạn sau đến từ bên phía của Rungsim, cảm giác là họ cũng hơi bị khớp khi mà phía Star bị bắt lẻ liên tục và khiến cho đội hình hai mũi nhọn đến từ bên phía của Rungsim Raptor không được vận hành một cách hiệu quả. Để xem là sang ván đấu thứ ba này khi Rungsim lại chuyển sang bên phía của đội 1 thì cấm chọn nó có diễn ra giống như ở ván thứ nhất hay không. Rungsim họ đã, thực ra không hẳn, không hẳn chỉ là Rungsim đâu, cả DRNX nữa đưa ra những cái lượt cấm mà chúng ta đang rất là quen thuộc rồi. Yumi, Milio, LeBlanc, rất có thể sẽ là có sự xuất hiện của Maokai, của Sante nữa. Ở trong ván đấu đầu tiên thì bên phía Rungsim họ cũng đã không để cho bên phía DRNX có được cho mình con bài Maokai. Và đây rồi, một cái con bài cũng rất là khó chịu mà DRNX đã tước đi, và đó chính là Azir. LeBlanc ván vừa rồi của Fate thì thực ra cái độ khó chịu của anh ta vẫn có, nên là ban đi tôi nghĩ là hiệu quả đến từ bên phía Rungsim. Họ không tự tin vào việc là mình có thể first pick LeBlanc. Thì để xem Maokai là LeBlanc tiếp theo, chúng ta vẫn còn V, chúng ta vẫn còn Renekton, Aphelios là những con bài, đặc biệt là Aphelios nhá. Ở trong cả hai ván đấu trước thì mặc dù là không bị cấm nhưng mà quyết định là không lựa chọn đến từ cả Rungsim, Redfox và DS. Có vẻ như là cả Ziu cũng như là Paddock không tự tin lắm với con bài này. Nico là lần ban tiếp theo đến từ bên phía của DS. Họ vẫn giữ hai sự lựa chọn cấm rất là mạnh ở bên phía của đội 2, đó là Nico và Milio. Thì để xem là Rungsim first pick với con gì. Sante đang được hở ra nha, và đây hoàn toàn có thể nằm trong tay của DNDN ở ngay sự lựa chọn đầu tiên khi đây là thứ tủ của anh chàng này. Cái Sante thêm đó là thằng Dù à? Renekton. Chưa kịp nói luôn, lại là Sejani được pick ở bên phía đội xanh. Thêm một lần nữa power pick dành cho Rungsim Red Force. Có vẻ như là con bài Sejani này mới thực sự là con bài đang dần trở lại, mặc dù là đứng ẩn sâu ở trong bóng tối, không có hào quang như kiểu là Renekton hay là Aphelios. Nhưng Sejani vẫn là một trong số những con tướng có khả năng kiểm soát bản đồ thực sự rất là tốt. Con tao đồng ý. Cái cách kiểm soát bản đồ đến từ bên phía đến từ Sejani thì nó cũng rất là hiệu quả. Nó là một con bài mà chúng ta vẫn có thể nói rằng là cái khả năng tấn công giai đoạn đầu đến từ Sejani là có. Cái đột kích băng giá là một cái kỹ năng giúp cho bạn vượt tường và giúp cho bạn có những cái góc vòng sau rất là khó chịu với khả năng ganh đến từ những người chơi đi rừng. Mở giao tranh thì cũng rất là hiệu quả với bộ la băng hàn mà thôi, và khả năng chống chịu thì nó có một tướng khá là toàn diện ở trong meta hiện tại. Câu trả lời đến từ DX là Paddock tiếp tục chơi Jerry, và nó sẽ làm con ngũ công trong tay của Zuha để phối hợp với một con tướng. Tôi nghĩ rằng là nó sẽ mang thiên hướng ví dụ kiểu là Aini hoặc thậm chí là cả Ari ở khu vực đứng giữa dành cho Fate, để khiến cho cái giai đoạn giữa trận sẽ là một giai đoạn rất hết sức là bùng nổ đến từ bên phía của DX với khả năng ra vào giao tranh của họ. Liệu rằng Zivu có muốn tiếp tục chơi Varus hay không này? Thế cái giai đoạn này là giai đoạn có thể lấy về cho mình con tướng xạ thủ được rồi, và sẽ là Aphelios dành cho Zivu, và còn đang hở ra con Lulu dành cho Peter. Cặp đôi Aphelios và Lulu không phải là một cặp đôi tệ một chút nào cả, và thậm chí để mà nói rằng là ván thi đấu trước con Lulu của Peter cũng đã thi đấu có thể nói là tương đối hiệu quả, nhưng không, vâng, dành sự ưu tiên cho DNDN. Thực ra thì đây vẫn là con bài hai đường, nhưng nếu như Sante được khóa lại và cho tay trong tay của người chơi đến phía của Rungsim Redfox thì nó sẽ nằm ở trong tay của DNDN ở khu vực đứng trên nhiều phần nhiều hơn so với lại Fiesta ở khu vực đứng giữa. Còn cái sự lựa chọn ưu tiên đến từ DX như tôi đã dự đoán thì nó sẽ là Aini hoặc là Ari dành cho Fate để đối đầu, để chính xác là để phối hợp cùng với lại một chất tướng có khả năng băng vào giao tranh rất mạnh, đó là Wukong. Nhưng quyết định đến từ bên phía của DX khi mà họ đã thấy đối phương lộ ra một chất tướng có thể nằm trong tay của DNDN ở khu vực đứng trên, đó là Sante. Thì đây sẽ là con Renekton trong tay của Rascal. Bước sang phase cầm thứ hai thì chúng ta thấy rằng là cả hai đội tuyển đều đang có một cái giai đoạn cấm chọn nó cũng khá là tương đồng với nhau, một con tướng đường đơn, một con đi rừng, một con xạ thủ. Và bên phía của DRNX họ vẫn đang khá là quan ngại về cái bài hai xạ thủ của phía Rungsim Red Force. Họ tiếp tục tước đi con Trista trong tay của Fiesta. Còn đối với cả Rungsim Red Force, ở trong cái lượt lựa chọn tiếp theo, DRNX họ có thể lấy về cho mình một con tướng mang tiền hỗ trợ. Vậy nên tôi nghĩ rằng Rungsim sẽ nhắm vào vị trí của Barrow. Có thể đây sẽ là những cái sự lựa chọn nhắm hoàn toàn vào Barrow mà thôi, khi mà Rakan, Nautilus vẫn đang được có, và đây hoàn toàn là những cái chất tướng để giúp cho Barrow có nhiều áp lực hơn. Quan trọng là Barrow cần một chất tướng mở để anh ta có thực sự nhiều áp lực hơn với đội hình của đối phương, thay vì việc anh ta sẽ phải chơi những cái bộ tướng hỗ trợ là phần nhiều. Thì để xem là cái face cấm cuối cùng đến từ bên phía của Rungsim có tiếp tục nhắm vào một con bài mở mạnh nữa dành cho người chơi bên phía bên kia của DX hay không. Còn với DX thì họ ban đi Tristana và Lulu, những cái chất tướng mà thực ra thì nếu chúng ta bỏ qua những cái pha bắt bị bắt lẻ đến từ Fiesta thì con Tristana của Fiesta ở bán đấu vừa rồi hoạt động một cách khá là hiệu quả.
anh ta có được một cái tốc độ để đường nhanh, anh ta có được một cái tốc độ tăng tiến sức mạnh rất là tốt ở giai đoạn sau. Nhưng quay trở lại với ván đấu thứ 3 này thì vẫn sẽ là một con Ari để phối hợp cùng với lại Wukong khi đã bị ban AD ở phase cấm cuối cùng đến để đấu sim. Vậy là sẽ để cho Barrow là người được quyền counter pick ở trong cái ván thi đấu này. Vấn đề là cần phải xem đội hình của Nong Shim sẽ là như thế nào đã. Đội hình của Nong Shim vẫn còn đang thiếu một vị trí hỗ trợ của Peter, mà bản thân bên phía Renex họ cũng không tự tin là có thể lấy về cho mình con tướng Lulu này. Họ cũng khóa đi luôn. Và thay vào đó là họ sẽ lấy về cặp đôi Ari và Wukong. Jace sẽ xuất hiện của bên phía đội hình của Nong Shim Red Force. Đây là một đội hình tôi nghĩ rằng là nhiều khả năng là Nong Shim họ sẽ cần phải có được một cái giai đoạn đi đường thật sự là vượt trội nha. Sante, Sejuani, Aphelios rồi cả Jace nữa. Đến giai đoạn giữa của ván thi đấu thì nếu như mà không có được một giai đoạn đi đường tốt thì cái nguồn sức thương của họ tôi nghĩ rằng là có thể sẽ hơi bị hạn chế. Như vậy sẽ không phải là Prom để phối hợp cùng với lại một chiếc tướng băng giá khác đến từ đội hình của Nong Shim là Sejuani, và nó sẽ là một con Nautilus đang khả năng mở. Thì đổi ngược lại Barrow muốn chơi Prom à? Prom kết hợp với Jerry để tăng thêm một chút cái khả năng lao vào đến từ hình bên phía của DX với bạc điện chấn và những cái tình huống che chắn, nhưng không quyết định đến từ Barrow là Renata Class. Một con Renata Class để đối đầu với một cái chất đội hình có một cái khả năng gây sát thương tầm xa một cách rất là tốt với Aphelios và Jace đường giữa của Fiesta. Đấy chắc chắn là một con Jace đường giữa rồi khi mà Jace trong tay của Fiesta để đối đầu với lại Ari của Fate. Một kèo đối đầu mà Fiesta anh ta sẽ hoàn toàn không thua thiệt, hoặc thậm chí là có được một cái tốc độ đẩy đường và cái áp lực đầu game là tốt hơn so với lại chất tướng Ari từ cấp 1 đến cấp 6. Cái dưới cũng sẽ là một cái kèo mà tôi nghĩ rằng là Aphelios cũng như là Nautilus sẽ đẩy tốt hơn so với lại Jerry cộng với lại con Renata Class trong tay của Barrow, và lâu lắm rồi thì tôi mới thấy chất tướng này quay trở lại trong tay hỗ trợ bên phía của DIX từ sau chung kết thế giới 2022. Và để xem những cái sự quay trở lại đến từ những con tướng như kiểu Renata Class hay là bên phía bên kia là dây ở khu vực đứng giữa trong tay của Fiesta, nó có đem lại hiệu quả dành cho Nong Shim và cho DX hay không? Một cái đội hình mà có 3 mẫu tướng có thể lao vào tới từ bên phía của Nong Shim Red Force hoàn toàn sẽ bị khắc chế bởi cái hợp chất liên loạn của bên phía Renex. Chúng ta thấy rằng là với việc là có Renata thì tôi nghĩ rằng bên phía của Renex họ sẽ tự tin giao tranh hơn rất là nhiều. Họ không quá quan ngại về việc là xạ thủ của mình sẽ bị bắt lẻ nữa. Nhưng cái mấu chốt rằng Barrow sẽ phải tung ra cái chiêu cuối nó đẹp đến mức độ như thế nào mà thôi. Và bên phía của Nong Shim họ đưa ra một đội hình cũng có những cái tham vọng của riêng mình với nguồn sát thương tương đối là lớn ở giai đoạn giữa trận đấu, nhưng đòi hỏi giai đoạn đi đường cần phải làm thực sự tốt. Chúng ta cùng đến ngay với ván đấu quyết định trong cặp trận BO3 siêu kinh điển giữa Nong Shim Red Force và DX, một cuộc chiến 1-9-1-10 đến từ đôi bên, và chúng ta phải đến ván đấu thứ 3 để có thể phân định thắng bại giữa hai đội. Một đội hình có một cái khả năng tăng tiến sức mạnh là ổn áp hơn đến từ Nong Shim ở giai đoạn sau với Aphelios, cùng với đó là Jay, nhưng nhìn sang phía bên kia thì cũng là Jerry đến từ Paddock. Và nhìn cái cách mà xạ thủ bên phía của DX xả sát thương ở trong cái ván đấu vừa rồi thì chúng ta cũng vẫn phải thừa nhận rằng Paddock vẫn là một người chơi Jerry một cách rất là uy tín. Nhưng từ đã, Peter có ý định tốc biến qua để có thể tấn công vào phết, nhưng liệu đây có phải là pha tấn công hay không? Đây, quyết định đến từ Peter là giữ cái cú móc mỏ nèo lại và dùng nó để rút lui. Thật sự là ở giai đoạn đầu trận thì cái nguồn sát thương của bên phía Nong Shim không hẳn là quá là nhiều đâu. Đúng thật là nếu như họ có được lợi thế từ sớm thì khả năng giao tranh của họ cũng sẽ ổn hơn so với cả bên phía Renex, với tương đối là nhiều chiêu thức mà có thể gây ra hiệu ứng khống chế trên diện rộng. Và tuy nhiên thì cấp 1 Zigu đã không có sát thương rồi, Fiesta cũng sẽ không đủ cái cơ sở nào để có thể lao vào nữa. Cơ bản là hai đội tuyển cũng sẽ đánh hòa hoãn ở đoạn đầu trận mà thôi. Chúng ta thấy rằng là hai xạ thủ đều đang hướng tới cho mình cái lưỡi hái. Vậy nên cái ván đấu thứ 3 này sẽ là ván đấu mà cả Nong Shim và Renex sẽ thi đấu rất là dè chừng. Tôi đồng ý, đây sẽ là một ván đấu mà tôi nghĩ rằng là giai đoạn đầu hai bên sẽ cầm trịch và nhớ một cách an toàn và hòa hoãn với nhau mà thôi. Cầu sớm đầu tiên không trúng đến từ Fiesta rồi. Cộng lửa Holy ở cấp 1 đến từ Fate để gia tăng khả năng đẩy đường, và tốc độ đẩy đường của anh ta đang là tốt hơn một chút bởi vì cầu sấm vừa rồi đến từ Fiesta hướng vào người của Fate thay vì việc hướng vào ba con linh đánh xa.
cánh dưới này thì như đã nói, cái tốc độ đẩy đường cũng như là khả năng tấn công đến từ cặp đôi Nautilus và Aphelios nó sẽ là ổn áp hơn so với lại Jerry và Reata Class ở bên phía bên kia của Paddock và Barrow. Những cái tiền đề cánh dưới mạnh hơn như thế này sẽ giúp cho cái vòng dừng đầu tiên đến từ Selvi một cách, anh ta sẽ xử lý một cách khá là đơn giản thôi, ăn đỏ sau đó chạy thẳng lên ăn bùa xanh bãi sói và sau đó sẽ là cóc và hướng lên việc kiểm soát cua ở nửa trên của Ấn Độ. Trong khi đó thì Juhan cũng sẽ là tương tự như vậy khi mà anh ta ăn hoàn toàn ba bãi ở cánh dưới và sau đó sẽ hướng lên cánh trên. Liệu có một pha tranh chấp cua đến từ cả đôi bên với cái vòng dừng đầu tiên hay không đây? Tốc độ đẩy đến từ Jihu và Peter đang là tốt hơn và họ đang là người nắm được tầm kiểm soát ở khu vực này. Và liệu có phải là một tình huống giúp cho Selvi lấy được cho mình hai con cua kỳ cục ở vòng dừng đầu tiên hay không? Nếu như mà muốn chơi theo thứ nước mạo hiểm thì Selvi hoàn toàn có thể chạy thẳng xuống vào đường dưới luôn. Trên top à? À, nếu bạn nếu mà đánh an toàn thì đúng hơn. Còn nếu như muốn mạo hiểm thì đây, mạo hiểm thì sẽ là lên một phát là ganh luôn vào vị trí của Rasko khi mà có một tướng lính vừa đẩy lên. Tuy nhiên, người chơi đi rừng của NoShim cũng không muốn chơi quá là hổ báo ở giai đầu trận khi mà không có cơ sở. Là đường giữa có thể có điều gì đó thú vị hơn này. Cố gắng lấy tốc biến của Fate. Fate gặp nguy hiểm, tốc biến rất nhanh và đơn giản là Sylvie chỉ muốn như thế mà thôi. Sau đó anh ta sẽ khởi động với bãi chim và ăn cua dưới. Lách của cú hôn gió để tránh việc mất máu nữa đến từ vị trí của Selvi, một tình huống ganh rất cơ bản đến từ người chơi đi rừng bên phía của đồng sĩ Redfox. Anh ta chính xác hơn là vị trí của Fate không có thông tin rằng là Selvi đang ở đâu. Khi mà anh ta cắm được một cái con mắt ở bãi chim mà anh ta cứ nghĩ rằng đây sẽ là vòng rừng hướng xuống cánh dưới đến từ người chơi đi rừng bên phía của đồng sĩ, nhưng không. Anh ta giật về cánh trên một nhịp, sau đó di chuyển ra để có thể tấn công ép phép bổ trợ của vị trí Fate. Đây đã là một cái kèo đấu khó dành cho Ari ở trong giai đoạn đầu trước một con Jace bên phía bên kia rồi. Lại càng khó hơn khi ở thời điểm hiện tại Fate không có tốc biến nữa. Câu trả lời đến từ Juha sẽ là gì đây? Một pha đai trụ ở cấp độ 3 chăng? Nhưng sẽ hơi khó cho máu của Rasko cũng không còn quá nhiều nữa. Quyết định của Juha là đánh hạt hoa soi sáng, không phát hiện ra vị trí đứng của Selvi và sẽ chỉ đơn giản là rút lui mà thôi. Hai người chơi đi rừng cũng sẽ trở về nhà reset sau khi đã hoàn thành xong cho mình vòng rừng đầu tiên cộng với cả mỗi người một cua. À, mặc dù là có những cái tình huống lao lên trao đổi chiêu thức ở cả ba khu vực đường, tuy nhiên thì cũng rất là khó để chúng ta có thể chờ đợi một tình huống giao tranh nổ ra. Ở đường trên thì liên tiếp là đổi máu tới từ DNDN và Rasko, ở đường giữa thì Fate chỉ mất tốc biến, đơn giản đánh lui về mà thôi. Ở đường dưới thì có lẽ mới là cái điểm khác biệt nhẹ nhẹ từ bên phía của Nông Chim, khi mà Jigu vẫn đang duy trì một cái chỉ số lính tương đối là tốt kể từ ván đấu đầu tiên luôn nha, từ cái ván đấu thứ ba này. Vừa rồi là cú cầu sớm rất chất lượng. Thực ra Ari là một cái con tướng mà cái giáp khởi động tỉnh thế. Fate rất tỉnh táo, rõ ràng kinh nghiệm là một cái thứ mà Fate có thừa. Với những tình huống như vậy, anh ta đánh hơi được thấy rằng là Peter và cả Sejuani đi không có mặt trên bản đồ và đơn giản cắm một con mắt để tránh một tình huống bị đai trụ mà thôi. Nãy giờ những quả cầu sớm rất là chất lượng đến từ Fiesta, nhưng tôi đang định nói đến một cái vấn đề là Ari là một con tướng mà giáp khởi đầu rất là thấp. Và khi phải đối mặt với những con tướng sát thương vật lý với cái áp lực lớn như kiểu là dây chẳng hạn thì Ari sẽ rất khó ở trong giai đoạn ban đầu. Trước 6 thì không có cách nào để Fate có thể đi đường lại so với con dây trong tay của Fiesta cả. Anh ta chỉ cố gắng farm tầm xa với những cái quả cầu ma thuật của mình được đặt ra mà thôi. Cánh dưới cũng đang là một cái sức ép về mặt chỉ số lính đến từ Aphelios trong tay của Jihu so với lại Jerry trong tay của Paddock. Hai đường đến từ bên phía của Đông Sim đang là những người làm tốt hơn ở khả năng farm so với lại đối thủ ở kèo này. Cái sự chênh lệch thì tất nhiên là ở phút thứ 5 này không phải là quá nhiều. Quan trọng là bây giờ sẽ là bài toán dành cho hai người chơi đi rừng. Ôi nhưng mà khoan đã, bây giờ là ở đường trên có chiêu cuối tới từ cả hai người chơi rồi. Và quyết định của DNDN là chỉ cản cái nhịp biến về tới từ Rasko mà tôi không muốn all in trong pha vừa rồi. Chắc chắn rồi, hơi khó. Mặc dù có cấp độ 6 nhưng DNDN anh ta cũng sẽ rất là thận trọng. Nhưng mà bên phía bên kia cũng là một con Rayton có thần cá sấu. Nếu như để cái ngưỡng máu thấp như từ từ đã, Peter có một pha bóc bản leo tầm tối đa và sát thương trả vào đến từ Jihu với tình huống kích cho mình hai dạng súng là tương đối tốt với súng hoàng hục cũng như là pháo trọng trường. Paddock mất khoảng tầm gần nửa cây và bắt buộc phải sử dụng những cái bình hồi phục đến từ xạ thủ bên phía của DX và thôi. Cuộc đứng giữa là pha tấn công tiếp theo đến từ Selvi. Chiều lại tốc biến đến từ Fate nhanh ta có phi hồ. Và tiếp tục là một công cụ nữa bị lấy đi đến từ đứng giữa bên phía của DX rồi. Cái việc câu kéo tài nguyên của Selvi đang rất là khó chịu nha. Thứ nhất là đã khiến cho Fate sẽ mất cái nhịp di chuyển ra khu vực hang rồng. Ở đường dưới thì Peter và Jigu đẩy mạnh hơn. Vậy nên thì mục tiêu đầu tiên trên bản đồ sẽ thuộc về bên phía của Đông Chim Red Force. Một tình huống, đúng hơn là hai tình huống tấn công ra khu vực đường giữa cực kỳ có chủ đích tới từ Selvi và đang giúp cho Đông Chim có được cái khả năng kiểm soát khu vực đường dưới tương đối tốt. Rõ ràng đây sẽ là dòng nguyên tố dành cho bên phía của Đông Chim Red Force rồi, một cái ưu thế đẩy đường tốt hơn, vượt trội hoàn toàn đến từ bộ đôi Jihu và cả Peter nữa. Và nó khiến cho cái tình huống tấn công vừa rồi đến từ Selvi để đảm bảo chắc chắn 100% rằng con dòng nguyên tố đầu tiên sẽ thuộc về trong tầm kiểm soát của các thành viên bên phía của Đông Chim Red Force mà thôi. Không có phi hồ, không có tốc biến, Fate bây giờ bỗng nhiên trở thành một cái mục tiêu rất ngon ăn khi Selvi chuẩn bị có được cho mình cấp độ 6. Thậm chí anh ta đang đi thẳng vào rừng để cướp luôn.
Hai đường đẩy tốt hơn đến từ Đông Sim đang cho phép Xavi làm điều này. Đường giữa đang là đẩy tốt hơn đến từ Fiesta với cái áp lực cầu sống liên tục mà anh ta trúng vào người của Fed. Đường dưới thì Padak cũng như là Barrow bị áp sát vào trụ liên tục, họ sẽ phải farm trong trụ. Và Xavi có được cho mình tình huống cướp bồ xanh thành công. Câu trả lời đến từ Juhan sẽ là cái gì đây? Anh ta cũng đã là một con ngu công có độ 6 rồi và cần có một pha gây áp lực. Và cái đường gây áp lực tôi nghĩ dễ dàng nhất sẽ là khu vực đường dưới với khả năng phối hợp đến từ cả Barrow và Padak nữa. Cái nhịp di chuyển vừa rồi của Peter cũng thực sự là rất là khiến cho bên phía của Rhenix khó chịu nha. Peter di chuyển ra khu vực bờ sông, tiến vào phần rừng bùa xanh của nhà Rhenix và hỗ trợ cho Sylvie ăn được cho mình con bùa xanh đó, và khiến cho Padak cùng với cả Barrow không thể nào di chuyển ra được. Còn cái nhịp đẩy vào của Jigu thì một mình xạ thủ của Nông Sim ăn được 175 bảng bởi cái giáp trụ đầu tiên, khiến cho cái lượng tài nguyên ở thời điểm hiện tại đang bắt đầu có một sự chênh lệch nhẹ nhẹ ở khu vực đường dưới rồi. Bây giờ thì Peter và Jigu sẽ thi đấu cực kỳ tự tin khi mà Jigu đạt cho mình cấp 6. Không có gì phải vội vàng đến từ Đông Sim cả, họ hiểu rằng Wukong trong tay của Juhan có thể can thiệp với tình huống phản công và quyết định là chơi an toàn, đợi khi mà Selvi cầm bola băng xuống thì họ mới bắt đầu hổ báo ngược trở lại. Peter sẵn sàng với cú móc bỏ neo rồi, sau Padak phá đó mà dính móc bỏ neo là phiền nha. Nhiều khi là sẽ phải đầu tư cả hai phép bổ trợ thanh tẩy và thốc biến để có thể rút lui cùng với cái độ cơ động đến từ Jerry, đến từ xạ thủ bên phía của DX cũng đã có được cơ độ sau đến từ Padak, nhưng ở cánh trên này thì đang là một pha mở sứ giả. Đông Sim ngay lập tức có tình huống tấn công, anh chắc dẫn lối không trúng đến từ vị trí của Jihu, nhưng nó ép được tốc biến của Barrow và chuẩn bị sẽ là một pha băng trụ đến từ bộ ba bên phía của Đông Sim Redford hay chăng. Bộ la băng hà trên người Sylvie vẫn còn, thủy lôi tầm nhiệt thì chưa có trên người Peter, có lẽ sẽ phải chờ. Nếu như bây giờ Peter mà có 6 luôn thì là cực kỳ tuyệt vời để có thể băng trụ nha. Peter vẫn chưa có 6, ai sẽ là người vào tăng trụ trước đây? Jigu đang có tấn công người của Padak, làm mềm vị trí của Padak trước đã. Sylvie đang tạm thời phải lui nhẹ ra, nhưng đó chỉ là đơn giản là một lớp tập trụ dành cho 3 thành viên của Nông Chim mà thôi. Họ đổi một con sứ giả lấy thêm những cái áp lực dành cho Jihu ở khu vực đứng dưới với một giáp trụ cộng thêm dành cho Aphelios. Thực ra thì cái việc trao đổi này tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý. Cũng bóc bỏ neo vẫn trúng đến từ vị trí của Peter, nhưng thảy luôn hợp chất đen loại ở vị trí của Barrow, phản công luôn đến từ Padak với địa đặt đỉnh điểm. Sát thương của tầm này của anh ta vẫn sẽ là chưa quá nhiều, kích luôn hồi máu đến từ Barrow để giúp cho xạ thủ mình tự tin hơn với những tình huống liên tục gây sát thương vào người của Aphelios trong tay Jihu. Tốc biến đến từ Jihu còn móc bỏ neo quay trở lại không đủ tầm đến từ Peter, và chỉ đơn giản là chiêu đổi chiêu phép bổ trợ, đổi phép bổ trợ đến từ cả đôi bên mà thôi. Nhưng đó là một tình huống móc mỏ neo tương đối là nhạy cảm của Peter nha. Nếu như cú móc mỏ neo đó và chính xác thì tôi nghĩ rằng hoàn toàn là Padak sẽ phải mất những phép bổ trợ đổi ngược trở lại. Và bây giờ là bộ la băng hàn tung ra, có luôn thì đôi tầm nhiệt được nhồi vào và bạn chiến công đầu thuộc về Jigu. Một tình huống phản công cực kỳ đanh thép của Nông Sim Red Force khi mà người bị bắt lại là Juhan. Juhan mất cái cú xoay đến từ Wukong ở nhịp thứ nhất, ngay lập tức móc bỏ neo đến từ Peter để cùng với bộ la băng tạo ra một cái lượng hiệu ứng rất lớn, và sát thương được chồng vào với súng thiên lý đến từ Jihu là vừa đủ để khiến cho Wukong trong tay của Juhan lên bảng điểm số. Còn tốc biến nhưng không kịp tỉnh để dùng phép bổ trợ đến từ người chơi đi rừng bên phía của DX, và một mạng chiến công rất quan trọng dành cho Aphelios trong tay của Jihu để anh ta tự tin và tăng tiến sức mạnh một cách tốt hơn so với con Jerry trong tay của Padak. Chúng ta cũng nhìn lại tình huống chiêu đổi chiêu đến từ đôi bên. Ở cái tình huống trước, súng của Jihu thực ra súng không quá đẹp nha. Thiên lý kết hợp với trọng trường chỉ là những một cái bộ súng để giúp cho bạn gây thêm một cái hiệu ứng tầm xa mà thôi. Nhưng khi mà anh ta chuyển được súng thì là một cái lượng sát thương hoàn toàn khác. Còn góc này thì Padak không đủ sát thương để hạ sát thành công hai thành viên bên phía của Đông Sim. Quay trở lại với pha đứng dịch đến từ Selvi với một con xe Juani cấp độ 6. Juhan gặp nguy hiểm, dính đọc băng, mất luôn chiều cuối. Và khi mà anh ta hết cú chiều cuối thì là hai lượng hiệu ứng được bung ra đến từ Đông Sim Redfox để giúp cho Jihu có được chiến công đầu. Một tình huống bấm quy rất nhẹ nhàng, sau đó là cộng thêm điểm xạ kích bằng súng trọng trường tới từ Jihu để mang về một mạng hạ gục cho chính mình. Đã hoàn thành xong cho mình cái lợi hái, đã hoàn thành xong cho mình luôn món đồ lớn đầu tiên là cái mốc diệt rồi. Khả năng giao tranh của người Nông Sim họ sẽ được cộng hưởng lên tương đối là mạnh ở cái phút thứ 11 này, khi mà xạ thủ họ đang tương đối xanh. Và cỡ khoảng tầm hơn 30 giây nữa thôi, chúng ta sẽ có con rồng thứ hai trên bản đồ có mặt. Và khi đó Nông Sim họ hoàn toàn có thể chơi trên cơ được so với cả Padak cùng với cả Barrow. Nếu như bị giữ chân lại bởi súng trọng trường mà không kịp e qua bên kia bờ tường, tôi đảm bảo rằng Padak sẽ phải nằm. Thực ra thì anh ta vẫn còn thanh tẩy. Nếu như anh ta dính cái lượng hiệu ứng thì anh ta có thể đầu tư hai phép bổ trợ, nhưng nó vẫn là quá lỗ với những cái lượng chiêu thức đơn giản được bồi vào đến từ bộ đôi bên phía của Nông Sim mà thôi. Với cái bảng hạ gục vừa rồi thì Jihu đã xong được cho mình móc diệt thủy quái, trong khi đó bên phía bên kia Padak phải hướng lên cho mình. Sao anh ta chỉ có một đôi giày cuồng độ kết hợp với lại hai mảnh của một cái tam hợp kiếm mà thôi. Sát thương tầm này đến từ Padak rõ ràng là không thể so sánh được với một con Aphelios đã có một mạng và chỉ số lính chênh lệch như thế kia ở vị trí của Jihu. Cánh trên là một pha proxy đến từ vị trí của Rasko. Tôi nghĩ rằng là DNDN hoàn toàn sẽ gặp quá nhiều khó khăn, nhưng từ từ đã dồn sát thương.
Không có bất cứ một khoảng thở nào đến từ Padak, mặc dù anh ta có cả thanh tẩy và cả thúc biến. Vâng, thực ra đó là cái mà tôi cũng đang lo đấy, hoặc là tôi sợ rằng là Padak không kịp bấm cái gì luôn á, bởi vì là cái hiệu ứng khống chế tới từ bên phía Đông Sim là rất là nhiều. Cái pha vừa rồi là không có súng trọng trường tới từ Jigu, nhưng mà móc mỏ neo cộng thể lôi tầm nhiệt cộng với cả Bola băng hàn thì chỉ có trời mới chịu được thôi thưa các bạn. Không ấn cái thanh tẩy để làm gì cả và nằm xuống. Một mạng chiến công nữa dành cho xạ thủ của Đông Sim. Rồi sau kèo đường dưới là xong rồi đấy. Kèo đường dưới là kết thúc dành cho Padak rồi. Anh ta sẽ không thể nào mà gượng dậy nổi sau hai tình huống có mạng dành cho Jigu. Cái lượng hiệu ứng được trồng vào nó là quá khít đến từ một đôi bên phía của Đông Sim, và hai lượng hiệu ứng dồn vào trong một thời điểm, một cái thanh tẩy không giải quyết bất cứ một vấn đề gì cả dành cho xạ thủ bên phía của DX, và anh ta đứng chôn chân nằm xuống với ánh trăng dẫn lối, dứt điểm ở vị trí của Jigu với súng hỏa ngục. 1.400 tiền nhỉnh hơn ở vị trí xạ thủ đến từ Jigu so với lại con Zeri trong tay của Padak. Và ván đấu này tôi nghĩ mặc dù hơi sớm mất tiền tranh chỉ là 700, nhưng cánh dưới thua nặng quá rồi đến từ bên phía của DX. Và chúng ta hãy cùng xem khu vực đứng trên nào, để xem liệu rằng là DNDN có đủ làm dàn chắn tuyến trước để cho Jigu sẵn sàng xả sát thương hay không. Thì ở thời điểm hiện tại, người chơi đường trên của Đồng Sim vẫn đang làm tương đối là tốt, không bị thua quá nhiều. 13 con lính gượng tầm 2 wave so với cả Rasko bên phía bên kia. Bản chất vẫn là một con tướng mà Rito mất gần 200 năm, thậm chí là hơn 200 năm mà chưa cân bằng được. Thì Đông Sim họ vẫn sẽ có quyền tự tin, hai dòng cho Đông Sim rồi. Và chúng ta sẽ có bản đồ linh hồn dòng lửa thêm một lần nữa. Linh hồn dòng lửa với một con Aphelios tăng tiến sức mạnh nhanh thế này sẽ là một cái quả bom đổ chậm mà bên phía của DX sẽ cần phải giải quyết. Họ nếu như để cho đối phương ăn được linh hồn dòng lửa, và đặc biệt là con Aphelios này mà tăng tiến sức mạnh thêm nữa với giáp chủ, với mạng và trụ bột tạo bản đồ khu đường dưới, thì thực sự nó sẽ là rất nguy hiểm. Fiesta sẽ là một con dây dạng kiếm à. Thì Bayoubu là một cái trang bị giảm sức mạnh khá là nhiều ở phiên bản 13.11, và nó sẽ không phải là món đồ mà người chơi đứng giữa bên phía của Đông Sim hướng tới, mà nó sẽ là một cái dạng kiếm đắc thà ở trang bị thần thoại dành cho dây trong tay của Fiesta. Giáp trụ là nhiều hơn đến từ bên phía của DX khi họ là đội sở hữu được con sứ giả khế ước đầu tiên của ván đấu, nhưng liệu nó có là đủ hay không với hai con rồng đang được kiểm soát bởi Đông Sim, và chắc chắn với con sứ giả khế ước thứ hai thì tôi tin rằng nó sẽ không nằm quá dễ dàng vào trong túi của DX nữa đâu. Cái trụ một khu vực đường dưới không còn nhiều máu nữa rồi, và quyết định của bên phía Đông Sim là sẽ để cho DNDN là người xuống để đẩy lẻ, thay vào đó là kéo xạ thủ và hỗ trợ ra khu vực đường giữa để sẵn sàng cho một tình huống giao tranh ở khu vực nửa trên. Cái trụ một đường giữa tôi nghĩ rằng sẽ là cái điểm đến để thả sứ giả ra tới từ cả hai đội tuyển. Của bên phía Đông Sim không còn nhiều máu nữa rồi, của bên phía Renex cũng không còn nhiều máu nữa rồi, con sứ giả đã có mặt trên bản đồ. Hai mảnh của cung phong linh đến từ Jiu. Sát thương tầm này của anh ta thì đúng là không thành viên nào đến từ bên phía ODX chịu được. Và nếu như để cho con Aphelios này được thoải mái bắn trong một tình huống giao tranh khi mà anh ta đang sở hữu cho mình thăng hoa luân ở dưới chân, thì nó sẽ thực sự là rất nguy hiểm. 353 sát thương chí mạng vào lính. Đông Sim chưa vào vội Baron, là họ đang chờ đợi những tình huống đẩy đường đến từ Jihu. Khép góc tốt đến từ Padak, chưa vào được đến từ vị trí của Jihu. Bên này Fiesta bắn cầu sớm vào người của Rasko. Rasko mất khá nhiều máu. Sứ giả đã thuộc về bên phía của DX và họ rút lui được. Quyết định là trao đổi đến từ bên phía của Đông Sim Radford mà thôi, khi ở cánh dưới đang có một người đẩy, đó là Ras, chính xác hơn đó là con Sante trong tay của DNDN, khi mà Rasko anh ta bắt buộc phải di chuyển chung với đồng đội ở cánh trên. Tôi nghĩ rằng nếu như mà là cá nhân tôi cũng không quá là, tôi không nghĩ là quá cái kèo đổi này quá tệ đâu. Có một cái lượng tài nguyên rất là lớn được chảy vào túi của con Sante với cái trụ một trên toàn bản đồ nhá. Bây giờ thả sứ giả ra thì các thành viên của Đông Sim họ hoàn toàn có thể tập trung lại để làm sao phòng ngự được con sứ giả đó, không để bị mất thêm công trình. Thì đó cũng sẽ là một cái quyền trao đổi chắc chắn là bên phía Đông Sim họ hài lòng. Và bây giờ khi mà đẩy Jigu ra khu vực đường giữa thì cái trụ một đường giữa của Dragonex mới là cái thứ đang bị gặp nguy hiểm. Đau. Cú sống rất đau đến từ Fiesta. Nào móc bỏ neo có đến từ Peter nha. Anh ta có tốc biến, Fate đang nằm trong tầm có thể tốc biến móc bỏ neo, nhưng quyết định đến từ hỗ trợ bên phía của Đông Sim Radford là chỉ đơn giản đi bộ để gây sức ép mà thôi. Rasko đẩy một cái thân lính khá là lớn ở khu vực đường dưới và sau đó anh ta tiếp tục di chuyển. Cá sấu của Rasko bắt buộc phải di chuyển chung với đồng đội. Ở cái cánh 4-4 còn lại thì rất khó để bộ tứ bên phía của DX có thể đương cự lại với bộ tứ bên phía của Đông Sim Radford với một con Aphelios xanh sao đến mức độ như thế này ở vị trí của Jihu. Một pha dùng hai sứ giả để giúp cho bên phía của DX lấy về trụ bột ở khu vực đường dưới. Và liệu sứ giả có húc hay không? Về sứ giả vẫn thực hiện được cú húc và họ thành công với cái ý đồ lấy hai sứ giả để ăn một trụ. Tôi thấy rằng là bên phía của Đông Sim họ cũng đã cố gắng để
làm theo cái kịch bản mà vừa nãy tôi cũng có dự đoán, là họ sẽ tập trung người lại càng nhanh càng tốt để bảo vệ cái trụ ở khu vực giữa khi mà con sứ giả được phía Phoenix thả ra, nhưng hơi đáng tiếc là không thành công. Và cũng đã tốn mất của DND một cái dịch chuyển rồi, nhưng không quan trọng, bởi vì dù sao thì cũng từ đường giữa di chuyển xuống sông dưới để ăn con rồng này mà thôi, biến trở về nhà tới từ Rasko, anh ta có dịch chuyển để có thể quay trở lại, liệu rằng Draenex có muốn tranh chấp hay không mà thôi. Có một cái thứ mà Đông Sim đang hơi bị lấn cấn, tức là con Aphelios của Jihu đang tích rất là nhiều tiền nha, và anh ta vẫn chưa xả được cái lượng tiền này chuyển hóa thành một cái cung phong linh. Tôi tin rằng anh ta đã đủ tiền mua cung phong linh rồi, nhưng chưa thể là một tình huống bấm bê vào nhà. Và liệu DX có giải quyết được cái thứ mà tôi vừa đề cập hay không, với một tình huống giao tranh khi họ đang tiến ra một cách khá là nhanh ở khu vực này. Rascal phá thông đồ, bên này Peter áp sát cùng với đồng đội của mình, dòng còn khoảng 3.000 máu. Juan cần phải có một tình huống trừng phạt thành công. DND đang đứng trước, tốc đến chiều cuối luôn, đến từ vị trí của Barrow. Góc chiều cuối không là quá đẹp đến từ hỗ trợ bên phía của DX, nhưng vẫn là một tình huống bơi vào tốt đến từ vị trí của Rascal. Người lên bảng điểm số đầu tiên là Nautilus trong tay của Peter. Một mạng dành cho bên phía của DX, và họ vẫn đang cố gắng giữ sát thương rồng. Phép băng thẳng vào tình huống phi hồ, anh ta có một tình huống bắt tay thành công đến từ Barrow. Người gặp hiểm là Selvi, trắng cây máu đến từ người chơi đi rừng bên phía của Đông Sim, và rồng sẽ thuộc về bên phía của DX với tình huống kiểm soát này. Khả năng giao tranh vô cùng tuyệt vời tới từ những chú rồng xanh, đặc biệt là một cú chiều cuối tung ra tới từ Barrow để khép góc hoàn toàn các thành viên phía Đông Sim. Họ không còn những tình huống chọn vị trí đẹp để có thể giao tranh được nữa. Jigu đã bị khép góc ra khỏi cái pha tranh đó tương đối là xa, không có nhiều những cái cơ sở để tung ra những đòn đánh thường tới từ người chơi xạ thủ phía Đông Sim. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Jigu bị out hoàn toàn trong vài luôn, anh ta chỉ kịp thời trả lại đúng một tình huống anh chàng rất lối. Anh ta đi bộ ngược trở lại nhưng bắn tay vào cái bóng của Juhan, và sau khi đó thì Peter đã nằm mất rồi. Cầu sấm tung ra chúng là một mình người Barrow mà thôi. Còn đây là Silvi bị dính rất nhiều hiệu ứng và buộc phải lui về với sự hỗ trợ của DNDN. Jigu thì không có ai che chắn nữa, thì anh ta bắn làm sao cho nổi, và mục tiêu thuộc về những chú rồng xanh Dragonex. Tôi vẫn nghĩ rằng là cái mấu chốt của vấn đề là việc Jihu anh ta cầm rất nhiều tiền và anh ta chưa chuyển hóa được thành cung phong linh để có được trong mình trang bị thứ hai. Cái chênh lệch lớn nhất đến từ hai đội ở trước tình huống hang dầu vừa rồi chính là chênh lệch đến từ hai xạ thủ, nhưng họ không thể chuyển hóa đủ tiền để có thể có được cho mình một tình huống áp đảo về mặt lượng sát thương đến từ Jihu so với lại Paddock. Nó khiến cho cái tình huống giao tranh vừa rồi DX là đội tự tin hơn, họ bước vào một tình huống giao tranh với thần cá sấu của Rascal. Barrow làm rất tốt với tình huống chiều cuối để có thể khép góc, phân chia cái đội hình, tách cái đội hình bên phía của Đông Sim ra, và giao tranh ra vào hợp lý hơn đến từ bên phía của DX. Họ có một mạng và sở hữu được con rồng nguyên tố để ngắt đi mạch rồng của Đông Sim Rapport. Cảm giác là mọi thứ đang quay trở lại với DX rồi, tiền tranh không còn là quá nhiều nữa, chỉ là 1.000 tiền nhỉnh hơn dành cho bên phía của Đông Sim Red Force mà thôi. Và đây sẽ là cú dịch chuyển đến từ vị trí của Rascal. Bị hồ áp sát rồi, người bị tấn công là Jihu, tốc biến rất nhanh từ Jihu, nhưng anh ta vẫn dính hồn rồi, anh ta dính băng trượng và anh ta đi luôn với mạng thuộc về Juhan. Điểm mạng hụt thứ hai dành cho bên phía của DX, và họ đang gỡ rất tốt ở giai đoạn giữa trận. Xạ thủ của Đông Sim lần đầu tiên lên bảng điểm số, và đó sẽ là một cái điểm nhấn rất quan trọng để cho bên phía Đông Sim, chính họ cũng phải nhìn nhận lại về khả năng dàn trận đội hình của mình, để cho Fiesta cùng với DND là người đẩy lẻ đã giúp cho Fiesta lấy được một cái trụ ở khu đường trên. Nhưng tuy nhiên, xạ thủ thì lại không được farm thêm trong tình huống vừa rồi, đường giữa lại không bị đẩy nữa. Và Draenix họ vẫn đang giữ được lại cái trụ một ở khu đường giữa, giúp cho họ có thể di chuyển ra hai khu vực bờ sông dễ hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ được nhìn lại tình huống dùng thanh tẩy cung phong linh và tốc biến đến từ Jihu, và để xem là anh ta có dùng lỗi thanh tẩy hay không. Hình như là pha mà anh ta bật thanh tẩy hơi sớm thì phải, nó khiến cho những cái lượng hiệu ứng sau đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng kể cả là có thanh tẩy sớm hay muộn thì anh ta vẫn nằm xuống mà thôi. Choáng đến từ Renekton, hôn gió của Fate, băng trượng của Fate, và thậm chí là Juhan áp sát với một con gục công cùng cú chiêu cuối thì quá khó để cho Aphelios trong tay của Jihu có thể thoát thân. Đẩy quá cao, không có trụ dựa lưng nữa, và Jihu phải trả giá với điểm hạ gục dành cho bên phía của DX. Nó nằm trong tay của Juhan đây, cắt và sát áp sát tình huống thanh tẩy sớm. Nhưng mà tôi nghĩ là thanh tẩy có sớm hay muộn thì pha đó Fate vẫn có thể áp sát, anh ta có một lần phi hồ mà, và sẽ là băng trượng giữ chân, và thay vào đó nữa là hôn gió trồng vào thì chắc chắn vẫn sẽ là mạng hạ gục dành cho bên phía của DX mà thôi. Mất hai phép bổ trợ vẫn nằm xuống đến từ Jihu, và thế trận bắt đầu quay trở lại với DX rồi. Giai đoạn này sẽ là một giai đoạn tương đối là mấu chốt đối với cả các thành viên bên phía của Draenex. Cũng không hẳn là có bất cứ mục tiêu nào họ có thể tranh chấp được tại thời điểm mà Jihu nằm xuống. Nhưng khi mà con rồng thứ tư của bản đồ xuất hiện thì Jihu không có cách tẩy, không có tốc biến, bị làm chậm bởi băng trưởng vĩnh cửu, bị giữ chân lại và Jihu nằm xuống, mạng dành cho Paddock. Paddock bắt đầu bán, Peter mất quá nhiều máu rồi, Juhan đang phải lui về từ phía sau vòng tới, đó chính là DNDN. Nhưng hợp chất điện loạn tung ra quá tuyệt vời, vô la băng hàn để giải quyết giao tranh tới từ siêu vi. Nông Sim lui về được nhưng xạ thủ của họ thì đâu mất rồi, đang trên bảng điểm số, Baron thì đang hở ra.
Và vòng sau đến từ Dien Dien nhưng ta không bế được ai cả bởi cái hợp trận điên loạn xảy ra quá khó chịu đến từ Barrow. Dien Dien anh ta gồng cái cú mở đường của mình hơi sớm và anh ta vẫn bị dính chiều cuối đến từ Barrow. Và không có bất cứ một pha phản công nào đến từ bên phía của đồng team Redford cả. Họ sẽ để mất con Baron này vào trong túi các thành viên bên phía của DX mà thôi. Và liệu có một pha nổ hũ năm đến từ DX hay không đây? Mặc dù đi đường thua thiệt rất nhiều đến từ và đang ở khu vực đứng dưới, nhưng bây giờ chỉ là khoảng cách tầm 20 lính và anh ta đã bắt kịp đồ so với lại xạ thủ của đối phương. Rồi chúng ta cũng nhìn lại màn một cảnh hai diễn lại à. Du lại đẩy cao, không có trụ dựa lưng và anh ta không còn tốc biến và thanh tẩy nữa, nằm xuống rất nhanh. Khả năng phối hợp tấn công đến từ Ari của Fate cũng như là Wukong trong tay của Du Han và Dien Dien thì không bế được bất cứ một ai về cả. Và đắc thoải hoái bắn và đẩy lùi hoàn toàn phần đội hình bên phía của đồng team Redford. Có Baron nhưng mất trụ đường giữa không sao hết, vẫn sẽ là thế dành cho bên phía của DX mà thôi. Không có ai tắm hai lần trên một dòng sông, bởi vì chính người đó tắm ở cái dòng sông đó là hai người khác nhau rồi. Và bây giờ khoan đã, Rasko bị tấn công, mạng dành cho Fiesta một chút gỡ gạc lại thông bên phía của đồng team. Còn quay trở lại câu chuyện của Zigo, lần thứ hai nằm xuống, lần này tai hại hơn rất là nhiều bởi vì mạng dành cho Paddock. Và xạ thủ của Drenix bắt đầu có được tài nguyên, tốc độ thăng tiến sức mạnh đang tương đối là nhanh, lượng tiền đã được cân bằng từ phía của Drenix rồi, họ không còn người thua thiệt nữa và đang chuẩn bị gỡ gạc lại bằng lượng công trình. Nhưng mà Barosco vừa nằm xuống rồi, thấy con xác con Drenix ở đường trên. Chúng ta đang xem replay thì bỗng nhiên Rasko lên bảng đếm số và Fate thì vẫn đang cố gắng gỡ ở cánh dưới khi mà anh ta sở hữu một loại Baron. Nhưng Ari không phải là một chất tướng lấy công trình quá nhanh. Một cánh để lẻ đến từ bên phía của DX vừa gục ngã với tình huống tấn công 4-3-4 người gì đó ở vị trí của đồng Simrock. Và chúng ta cũng xem lại tình huống này. Dien Dien khả năng cao là bế được về, mở đường tốt. Sau đó là tình huống đóng băng đến từ Selvi trong hiệu ứng vào ba người cùng vây. Và Dien Dien không cần dùng chiều cuối để có thể hạ sát thành công được con Renekton trong tay của Rasko. DX sẽ có được cho mình một cái trụ đường dưới để gỡ gạc, nhưng Baron Power Play chỉ dừng lại ở mức 600 tiền ít ỏi dành cho những chú rồng xanh mà thôi. Cái quan trọng là họ vừa gỡ được thêm con rồng nữa để tiếp tục khiến cho đối phương bị ngắt mạch rồng. Đã là cân bằng về bộ đội rồng đến từ cả đôi bên rồi, và tiếp tục sẽ là những cái pha tấn công đến từ Fate và Zuhan. Nãy giờ bộ đôi Wukong và Ari của DX đang hoạt động rất hiệu quả và họ sẽ cần phải giữ vững cái phong độ như thế này để tiếp tục có những tình huống bắt lẻ tốt hơn vào đối phương. Bây giờ thì chắc chắn rằng bán đấu sẽ còn tiếp tục được kéo dài hơn nữa, bởi vì đúng thật là nguồn sát thương của bên phía Paddock cũng đã có rồi, nhưng Zigu cũng không phải là không có đồ. Và dù sao thì bên phía của Nong Shim và Renix vẫn đang cân bằng với nhau về lượng rồng. Cái con Baron của Renix không thành công một chút nào cả, tuy nhiên họ cũng không để cho bên phía của Renix họ kéo lại quá nhiều về lượng tranh lệch về lượng tiền, vẫn đang bằng nhau chằn chặn luôn. Nhưng thêm một công trình nữa đã có dành cho Renix, ngay lập tức là một cái khả năng bào công trình cực kỳ tốt dành cho bên phía của Renex. Cái lag giật của tôi nó không ảnh hưởng gì đến cái sự nóng bỏng của ván đấu này. Thú thật với các bạn là tôi đang bình luận ở trong một cái bối cảnh online và lag giật khủng khiếp luôn. Nãy thì tôi không nhìn thấy cái tình huống tấn công đến từ Rasko và anh ta lên bảng điểm số và khiến cho bên phía của DX bị mất đi cái thế đẩy Baron ở cả ba đường. Nhưng vẫn sẽ là những cái tình huống gỡ gạc tốt hơn đến từ bên phía của DX khi vừa rồi họ chạm được ngưỡng rồng 2 và có được cho mình chuẩn bị sẽ là một cú stack rồng lửa. Với Lego rồng lửa thì tôi không biết là cái lượng sát thương đến từ con Jerry trong tay của Paddock nó sẽ được diễn tiến theo một cái tiến độ như thế nào nữa. Fate và Zuhan nãy giờ thì làm rất là tốt. Nhắc lại một lần nữa rằng là cặp đôi của DX vẫn đang làm cực kỳ là tốt với khả năng bắt lẻ của họ. Zhu bị bắt hai lần trong cùng một cái viễn cảnh, anh ta đẩy cao và không có chủ dựa lưng và bị tấn công bởi Wukong cũng như là Ari. Không có cách nào để Peter có thể phòng vệ cũng như là bảo hộ dành cho người chơi xạ thủ của mình. Nhưng nên nhớ rằng đây vẫn là một Aphelios 3 trang bị nha. Và Paddock thì chưa chạm đồ 3 đâu, cần phải có đợi một chút ít thời gian nữa để xạ thủ bên phía của DX chạm được ngưỡng đồ 3. Nó sẽ là những cái tiền đề tốt hơn để DX tiến ra những cái mục tiêu tiếp theo của bản đấu như là rồng hay là Baron nữa, khi mà hai mục tiêu sẽ xuất hiện cùng lúc trên bản đồ. Có một điều tôi tin chắc rằng là sẽ chắc chắn xảy ra là khoảng thời điểm khi Baron có mặt ở trên bản đồ thì Paddock cũng đã hoàn thành xong cho mình món đồ thứ 3. Thì khi đó thì cái lượng đồ giữa hai người chơi xạ thủ sẽ bằng nhau và chỉ còn xem rằng ai sẽ là người gây được nhiều sát thương hơn, ai sẽ là người bảo kê nhiều hơn, được bảo kê được đội nào sẽ đội tuyển bảo kê được xạ thủ của mình nhiều hơn mà thôi. Nhưng tuy nhiên cần phải nói rằng là đội hình của Nong Shim lao vào rất mạnh, nhưng quan trọng rằng Barrow nãy giờ tung ra những cú chiêu cuối vẫn đang cực kỳ là chí mạng, khiến cho con Cassette, Sejuani hay là Nautilus không có mỗi góc nào vào đẹp để có thể tìm kiếm được Paddock ở dàn tuyến sau. Tôi đồng ý khi mà chúng ta đang được thấy rằng một con
Reta Class hoạt động rất là hiệu quả đến từ Barrow. Anh ta làm rất là tốt với những tình huống bằng vào đến từ đội hình bên phía của đồng ship. Đội hình của đồng ship là đội hình sồ vào rất là mạnh với Sante, với Senzuani và thậm chí là cả dây chuyển dạng nữa. Và chưa kể là khả năng mở đến từ Peter. Thì một cái hợp chất điên loạn tốt thôi đến từ Barrow, và quan trọng nếu như nó trúng vào Aphelios của Ziwu nha, nó sẽ thực sự là một cái mối hiểm họa tiềm tàng dành cho phần đội hình bên phía của đồng ship Rapport ở trong những cái pha xử lý như vậy tới từ hỗ trợ của DIX. Cánh dưới này thì bắt đầu đến với khoảng thời gian mà con Sante trong tay của Dandelion sẽ không quá ngại với những tình huống tay đôi với chất tướng Reton ở bên kia trong tay của Rasko nữa. Lượng giáp được có là tương đối lớn dành cho Dandelion ở khoảng thời gian phút thứ 28 khi anh ta đang ở ngưỡng khoảng 200 vị rưỡi. Giáp là rất nhiều. Rasko thì mặc dù xong dìu đen rồi đó, Zhuhan có thêm một dìu đen rồi đó. Rồi, nhưng họ sẽ phải mất một khoảng thời gian rất lâu để có thể xuyên qua cái lớp chống chịu mà Dandelion sở hữu. Cái bài toán kiểm soát sẽ được đặt rất là nặng trong khoảng thời gian sắp tới. Bởi vì quan trọng là bây giờ không thể nào dễ dàng để có thể bỏ một mục tiêu để ăn mục tiêu còn lại được. Không có cái cớ nào để cho các thành viên bên phía của cả Nông Sim và cả Renex nên chấp nhận hy sinh như vậy. Bên phía của Renex, nếu như mà họ có cho mình 3 con rồng lửa thì cái nguồn sức mạnh sát thương của họ sẽ cực kỳ khủng khiếp trong tình huống giao tranh. Còn nếu như Nông Sim họ có được 3 Ron thì họ sẽ tiếp tục có thể duy trì ngược lại cái thế đẩy của mình trong khoảng thời gian vừa qua mà họ đã bị mất. Lượng tiền chênh lệch vẫn đang là gần như ngang bằng nhau, cỡ khoảng tầm 600-800 vàng gì đó dành cho Dragon X. Cực kỳ là cân bằng thôi, và chỉ một sai lầm chúng ta cũng rất dễ để có thể tìm ra người chiến thắng. Còn tâm đồng ý, bây giờ chỉ còn khoảng tầm 2 cho đến 3 người nằm xuống thì tôi tin rằng sẽ làm tình huống đẩy thẳng vào để endgame đến từ đội còn lại. Và hai bên vẫn đang rất thận trọng ở những cái bước di chuyển của mình. Dòng là cân bằng đến từ cả Nông Sim Rapport và cả DIX rồi. Liệu có một pha nhấp nhảo xung quanh khu vực hàng Baron hay không? Đây, tầm nhìn đang là tốt hơn dành cho bên phía của DIX. Zhuhan sẵn sàng ở bên hông, anh ta tấn công vào Selfie. Bên này có quả cầu sống tốt đến từ vị trí của Fiesta, lấy đi tương đối nhiều máu của Zhuhan, nhưng cần phải né hôn gió, mở đường lùi về thôi đến từ DIDN để tránh việc anh ta bị mê hoặc bởi pha hôn gió vừa rồi chúng đến từ vị trí của Fate. Hai bên đổi nhà của Base Ray à? Đổi nhà luôn đến từ hai bên. Nông Sim chạy lên trên và DIX chạy xuống dưới, nhưng quyết định chỉ là đẩy đường sau đó dắt ra khu hàng Baron mà thôi. Vẫn là những tình huống Aram xung quanh đứng giữa và cả khu vực Baron đến từ cả hai bên. Khả năng hồi phục của Zhuhan là tương đối tốt nha. Ăn cầu sấm, mất đi cho mình 1/4 cây máu nhưng hồi lại đầy cả cây rồi. Bây giờ là tiến vào Baron tương tự bên phía của Dragon X. Nông Sim đang đi bộ vào từ từ, Sylvie đây là người đi đầu. DNDN đang khép góc Rascal bên phía bên này, sẽ che chắn được mà thôi. DNDN đang tương đối là cứng cáp. Peter liệu rằng có muốn mở giao tranh hay không này, cú móc mỏ neo phải chính xác vào con Jerry của Paddock là đẹp nhất. Nếu không thì phải dính vào người của con Ari trong tay của Fate. Fate đang phải lui về rồi, Paddock phải lui về, bấm biến về tới từ Barrel. Và vẫn đang là nhịp kiểm soát 50-50 bởi vì Dragon X duy trì được thế đẩy ở khu đường trên, khiến cho Nông Sim buộc phải giãn đội hình ra. Còn Nông Sim đang duy trì được thế đẩy ở khu vực đường giữa và Fiesta có thể gặp nguy hiểm trong pha này khi Viho áp sát đến từ vị trí của Fiesta. Anh ta không làm chậm thành công đối phương, đang cố gắng lách đến từ vị trí của Fiesta. Anh ta mất lôi phạt để đẩy vị trí của Fiesta ra rồi. Chính xác hơn là anh ta đẩy vị trí của Fiesta rồi. Thì dính lập tung đến từ cú công và nằm xuống với điểm hạ gục dành cho Zhuhan mà thôi. Mất người chơi đường giữa và đây sẽ là lợi thế hơn người dành cho bên phía của DX để họ tràn thẳng ra khu vực hàng rồng nguyên tố thứ 5 của ván đấu. Cốc bên móc bò đeo không thành công đến từ Peter. Nhịp tấn công không quá hiệu quả đến từ hỗ trợ bên phía của Đông Sim khi đối phương làm con Jerry có nhanh như điện thoát qua tường. Dòng thứ 5 đang được triển khai và đang vẫn là lợi thế hơn người dành cho DIX nha. Và quyết định của Đông Sim là họ sẽ đánh bật ngược ra khu vực giữa, họ bỏ con dòng này. Đúng thật là bên phía của Renex họ đã mất tài nguyên rồi, họ không còn phi hồ, không còn lốc xoáy tới từ Zhuhan nữa. Nhưng vẫn đang hơn người và Nông Sim không dám mạo hiểm để có thể băng bổ vào một tình huống tranh chấp 50-50. Họ đang chạy thẳng lên khu vực Hamadon, nhưng trong Hamadon có quá nhiều tầm nhìn, buộc phải quét đi đã. Linh hồn rồng lửa với 4 stack rồng lửa chuẩn bị có dành cho DIX nha. Và đây sẽ là một tín hiệu không hề vui vẻ gì dành cho Nông Sim Rapport đâu. Và bắt buộc rồi, Nông Sim sẽ phải kiểm soát ngược trở lại khu vực hang rồng. Nhiều khi sẽ là một pha đánh đổi. DIX có thể buông bỏ con rồng nguyên tố thứ 6 của ván đấu để họ gây sức ép ra khu vực hang Baron với tốc độ ăn Baron tầm này. Cũng là tương đối nhanh, nhưng từ từ đặt dính hồn gió đến từ vị trí của Selfie rồi. Và đây có free khi mà cái trừng phạt của Nông Sim Rapport đã lên bảng điểm số. Cơ hội mở ra với tình huống bắt lẻ và lại là combo Ari kết hợp với Wukong được vận hành siêu hay đến từ DIX để giúp cho họ có một con Baron miễn phí trong tình huống này. Rồi di chuyển như vậy để làm gì đây? Zigu tung ra chiêu cuối, chúng một người rồi, chúng một Paradox. Chiêu cuối của Barrow được tung ra, không giữ một người ai cả. Móc mỏ neo lại không chính xác rồi, hiện tại điểm được bật lên, Paradox đang bắn tương đối thoải mái. Baron thuộc về Paradox, có cứu cánh từ Zhuhan. Zhuhan anh ta chưa sống được rồi, Zhuhan đã phải nằm. Mạng dành cho Zigu, nhưng Zigu bị out giao tranh hoàn toàn luôn. Paradox vẫn đang bắn tương đối thoải mái và Paradox có thêm một trong mình một điểm hạ gục nữa. Zigu không có bất cứ một phát đạn nào cả bởi vì ta không có ai đứng che chắn cho mình.
DNN đang phải bỏ chạy, Pet vẫn đang dí theo, thậm chí rằng cả Battle Paradox cũng đang muốn dí theo nữa. Có một tình huống hạt tông nổ rồi cả E lên để tiếp tục dí vào người DNN. Và mạng tiếp theo dành cho Dragon X, Baron dành cho họ. Đây chắc chắn sẽ là con Baron có lời. Tôi đang tính nói là DNN có thể bỏ con rồng thứ 6, nhưng họ không cần phải làm điều đó với một tình huống di chuyển quá hớ hênh đến từ Senjuani trong tay của Selfie. Mất tất cả mọi thứ vẫn nằm. Hợp chất liên loạn được thải ra đến từ Barrel để có thể khép góc thành về bên phía của đồng xin Redfork. Một góc vào không thể nào mà tệ hơn dành cho đồng xin được. Họ di chuyển co cụm và ăn quá nhiều hiệu ứng, mặc dù Fiesta cũng đã rất cố gắng, DNDN cũng đã rất cố gắng rồi, nhưng dàn chắn là không đủ để giúp cho Jihu có thể thoải mái xả sát thương. Trong khi đó thì Paradox là hoàn toàn ngược lại, đã quá thoải mái với những cái pha nhanh như điện cũng như là xả đạn của mình. Tiếp tục là một pha multi-kill nữa dành cho xạ thủ bên phía của DX, hình như đang là một con Jerry 5-1 hay 6-1 gì đó rồi thì phải. 5-1-1 đang là kia đây ở thời điểm hiện tại đến từ xạ thủ bên phía của DX. Và DX nên nhớ rằng họ đang ở ngưỡng rồng 3 và 3 con rồng lửa, và chuẩn bị là linh hồn rồng lửa với 4 stack rồng lửa liên tục, với sát thương đến từ Jerry, Ari và Hù Công ở cuối trận nha. Vừa rồi đã là tình huống thứ hai mà bên phía Nông Sim họ giao tranh với một cái thế là 4 đấu 5. Liên tiếp là những tình huống bị bắt lẻ, nào là từ Sylvie rồi Fiesta, và trách nhiệm lại bị đẩy lên đôi vai của Jihu và DNDN. Sát thương không thể nào mà đủ được nếu như dàn chắn của bạn đã nằm xuống quá sớm như vậy. Baron Powerplay rất tuyệt vời dành cho Dynix ở trong lần này, 2600 vàng, và đã đẩy được, chuẩn bị là tới trụ bậc thềm khu vực đường dưới và chuẩn bị tiến vào nhà lính rồi. Paradox Jerry, 4 trang bị lớn, huyết kiếm đã có, và anh ta sẽ không ngại lắm với những tình huống dùng cầu sống hoặc cầu gia tốc nữa với khả năng hồi phục đến từ trang bị này. 60.000 so với 55.000 đến từ Nông Sim Raptor, khoảng cách là 5.000 tiền. Nhưng khoảng cách 5.000 tiền này, tôi vẫn nghĩ rằng Nông Sim vẫn có được cho mình những cái cửa để họ có thể săn lấp được với một tình huống giao tranh tốt, hay là những cái cú cầu sấm như vừa rồi nó trúng liên tục vào người của Battle, người không có khả năng hồi phục. Đội hình bên phía của DX không có khả năng tự hồi phục ngoại trừ Jerry của Paradox đã hoàn thành huyết kiếm một phần nào đó đến từ con cá sấu trong tay của Rasko. Và nếu như những cái cú cầu sấm đến từ Fiesta đạt được một độ hiệu quả và độ chuẩn xác cao hơn thì nó sẽ là những tiền đề để comeback đến từ Đông Sim ở ván đấu này. Từ đã Selfie lại đi lạc rồi, và anh ta làm con sen giúp đi không có tốc biến, nằm xuống thêm một lần nữa đến từ người chơi đi dựng bên phía của Đông Sim Redfall, và lại hơn người đến từ DIX. May mắn dành cho Selfie khi mà một phút hơn nữa thì con rồng nguyên tố mới xuất hiện. Nếu như anh ta chết ở khoảng thời điểm rồng ra thì tôi nghĩ đây sẽ là dấu chấm hết dành cho Đông Sim ở ván đấu này. Nếu như mà cứ đánh nhau thiếu người như thế này thì bao nhiêu quả cầu sấm qua cổng gia tốc của Fiesta mới là đủ đây. Rồi cùng xem lại pha này. Fiesta tung ra một cú cầu sấm thật sự là rất đẹp, cực kỳ đau là đằng khác. Nhưng mà anh ta chỉ bắn được cỡ khoảng tầm 3-4 quả là cùng thôi. Khi mà rắn chắn của anh ta không còn nữa thì buộc sẽ phải lui về, không thể nào dơ mặt của mình ra đứng bắn tiếp được. Và đúng thật, Sylvie kịp thời hồi sinh cho con rồng này, nhưng vẫn tiếp tục là bài toán về nguồn sát thương dành cho bên phía Nông Sim. Họ có một giai đoạn đi đường không hẳn là quá vượt trội, và bây giờ họ đang gặp vấn đề khi mà nguồn sát thương dứt điểm của họ là cực kỳ yếu ớt. Thực ra thì Aphelios 4 món thì vẫn có thể gây sát thương được, nhưng quan trọng là Fiesta trước giao tranh anh ta phải có được những tình huống cầu sống qua cầu gia tốc một cách chuẩn chỉ, và đặc biệt là phải trúng vào những cái người không có khả năng hồi phục, ví dụ như kiểu là Zuhan hay là Barrow nha, thậm chí là cả Fate nữa cũng được. Chứ nếu như chúng vào Paradox hay là Rascal, tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ chỉ là mỗi đốt inox mà thôi, với cái lượng hồi phục và cái lượng máu 3.000 hơn đến từ con Jerry ở thời điểm hiện tại. Sẽ là tình huống rồng rất nhanh. Vừa rồi chính chúng hôn gió đến từ DNDN, anh ta dính thêm một tình huống bắt tay bắt buộc phải mở đường để rút lui về. Rascal đang bị khép góc, anh ta bắt buộc mất phần cá sấu rồi, và Ziu đang khép góc không cho Rascal vào, bắn quá đầu đến từ Ziu, nhưng Rascal đang cầu giờ, anh ta cố giáp thiên thần. Và bên này thì trừng phạt thành công đến từ Zuhan, linh hồn rồng lửa với 4 stack rồng lửa dành cho bên phía của DX, và Paradox bắn hết, anh ta dính móc vào neo tốc biến vào, rút sát thương đến từ vị trí của Jihu. Paradox vẫn sống, anh ta vẫn sống, trong khi đó thì Jihu thì sao đây, có cứu canh và cứu Paradox thành công, quét sạch dành cho bên phía của DX. Và Nông Sim họ bị quét sạch, sau đó sẽ là tình huống kết thúc ván đấu để nổ cái hú 5 dành cho DX ở ván đấu này. 36 phút cộng với 4 con rồng lửa và linh hồn rồng lửa dành cho Dragon X. Paradox lên tiếng lần thứ hai ở trong cặp BO3 này để mang về chiến thắng dành cho những chú rồng xanh. Đúng thật là chúng ta có quyền hy vọng vào người chơi xạ thủ trẻ của Dragon X. Paradox, thưa các bạn khán giả, và chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Dragon X. Paradox không phải là chú vịt, Paradox là gà trống, và gà trống gáy thực sự rất rộng rạc để giúp cho DX chiến thắng, và họ shut down được chuỗi 5 trận thua liên tục của mình.
với trận thắng trước HV bên phía của Đông Sinh, mặc dù đối thủ thì cũng không quá mạnh đâu, nhưng mà tôi tin rằng nó sẽ là một cái khích lệ mà tinh thần rất tốt dành cho Padak cũng như những người đồng đội. Rasko quên sinh ở trong tình huống vừa rồi, chúng ta quên kể công Rasko, anh ta không cho Jihu vào tình huống giao tranh ở khu vực hàng rồng cách quá sớm, và Padak bắn thoải mái ở trong khoảng tầm 3 giây đầu trước khi anh ta ăn cú mắc bỏ neo. Nhưng cái cứu cánh của Barrow là cái thứ giúp cho Padak hồi sinh từ cõi chết. Và DX không biết là con rồng này có hồi sinh từ cõi chết như cái cách mà Barrow cứu đồng đội ở tình huống giao tranh cuối cùng vừa rồi hay không? Vâng ạ, thưa các bạn giả, chúng ta có thể thấy rằng là xạ thủ của Dragonix đã có đam. Đã có đam thưa các bạn. Và khi mà xạ thủ của Dragonix lên tiếng thì Dragonix đã giành về cho mình một chiến thắng tương đối là vất vả sau chuỗi 5 trận thua. Và cuối cùng thì họ cũng đã